Tác phẩm Nói với chính mình. Tác giả Đức Giám mục Gioan Bautista Bùi Tuần. Lời giới thiệu. Nói với chính mình là những suy tư theo nhãn quan tin mừng và những chuyện đạo, chuyện đời. Từ những chuyện thiết thân như tình yêu, hôn nhân, gia đình, đến những chuyện đời thường như tiền bạc, tham nhũng, xử thế. Từ những chuyện rộng lớn như giáo dục, hòa bình, tha nhân, đến những chuyện rất riêng của người có đạo, Thiên Chúa, Hội Thánh, cầu nguyện. Nói với chính mình là một chia sẻ và là một lời mời gọi với một ước mong là mỗi người có thêm chất người theo ý định tạo dựng ban đầu. Hy vọng là tâm nguyện của tác giả sẽ được bạn đọc, nhất là giới trẻ, đón nhận và nhân rộng thêm. Tủ sách đại kết. Vào đề. Tôi ưa nói với tôi, nói lặng lẽ trong lòng và ghi lại âm thầm trên giấy. Mặc dù những lời đó có lần đã in trên báo chí, nó vẫn chỉ là những mảnh độc thoại riêng tư của tôi với chính mình. Tuy nhiên, nhiều người đã nhận ra trong đó một bạn đồng hành. Họ đã yêu cầu cho góp những mảnh đó lại thành tập. Tôi xin tận tình cảm ơn. Thế là nhiều suy tư đã được chia sẻ. Cuộc hành trình nội tâm đã có nhiều gặp gỡ. Đây là những bước đi nhỏ, xa mà vẫn gần nhau. Hy vọng sẽ cùng tìm được đường đi lên Chúa. Đức Giám mục Gioan Bautista Bùi Tuần.